Làm công việc xét nghiệm đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng nghiệp ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng phải thực hiện biện pháp bảo hộ nghiêm ngặt như thế này trước khi bắt đầu công việc của mình. Không chỉ túc trực 24/24, các nhân viên ở đây luôn trong tư thế sẵn sàng, không nề hà, sẵn sàng vì nhiệm vụ được giao với tinh thần cao nhất. Để hết cả các cá chỉ định cũng như xử lý. Sau khi mà qua xét nghiệm tiếp nhận cái danh sách cả cái ca bệnh mà được chỉ định lấy mẫu thì là cái cán bộ mà được phân công thực hiện cái công việc này phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các cái dụng cụ để mà thực hiện cái công việc lấy mẫu như là môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm, một số các cái dụng cụ hỗ trợ cũng như là cái trang phục bảo hộ vân vân. Thì sau đó cái cán bộ này sẽ chủ động di chuyển đến cái địa điểm lấy mẫu. Khi mà đi vào lấy mẫu thì cán bộ lấy mẫu cần phải mặc đầy đủ cái trang phục bảo hộ cũng như chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ để mà đi vào cái khu vực lấy mẫu. Trong cái quá trình này, một vài cái động tác của cái bệnh nhân như ho, hắt hơi trong khi mà thực hiện lấy mẫu cũng khiến cho cái virus dễ dàng là phát tán ra ngoài, thì cái áp lực công việc đối với cái cán bộ thực hiện lấy mẫu cũng là khá lớn. Vì vậy là trong cái quá trình thực hiện công việc thì cái việc tuân thủ cái an toàn sinh học, thực hành an toàn sinh học cũng như là tuân thủ đúng cái quy trình lấy mẫu để đảm bảo an toàn cho cán bộ lấy mẫu là một việc là cần phải đảm bảo tuyệt đối tuân thủ. Là một trong những thành viên của đội phản ứng nhanh phòng dịch COVID-19 của trung tâm, với quy trình làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, đòi hỏi không được sai sót vì chưa biết bệnh nhân có thể dương tính hay không. Chỉ một sai sót nhỏ thì cũng có nguy cơ lây bệnh. Bên cạnh đó, đôi lúc chị và các đồng nghiệp của mình còn chịu sự e dè từ người thân. Nhưng trên hết, họ đã vượt lên tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cái việc mà thường xuyên làm việc trong cái môi trường mà có cái nguy cơ lây nhiễm rất cao. Ngoài ra với cái công việc là mình phải đôi khi phải lấy mẫu trên cái bệnh nhân là người nước ngoài, thì làm thế nào để cho họ có thể phối hợp tốt với mình để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ được giao thì cũng là một cái áp lực khá lớn. Khi mà người thân biết mình cũng như là cả cán bộ trong khoa thực hiện cái công việc này, tất nhiên họ cũng có, mọi người cũng có một cái sự lo lắng nhất định. Tuy nhiên thì là về bản thân mọi người, tất cả mọi người trong khoa cũng hiểu được cái nhiệm vụ của mình và cố gắng là nắm bắt các thông tin đúng về cái dịch bệnh này, cũng như là phải tuyên truyền giải thích cho người thân hiểu để mà họ yên tâm hơn về cái công việc mà mình đang làm. Được biết, hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đang hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như trình độ chuyên môn, để trong thời gian sớm nhất tới đây, trung tâm sẽ có thể trực tiếp làm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mà không cần phải chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang. Công việc sẽ nhiều hơn, áp lực cũng sẽ tăng lên, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng. Khi thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế và trực tiếp là Cục Y tế Dự phòng, thì thành phố Đà Nẵng đã ra soát và triển khai các hoạt động để chuẩn bị có thể tiến hành xét nghiệm nCoV ngay tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Thì hiện nay tất cả các công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. Chúng tôi đã cử cán bộ đi tập huấn tại Viện Pasteur Nha Trang, ra soát lại các cái trang thiết bị, máy móc cũng như hồ sơ. Và ngay trong tháng 2 này thì chúng tôi sẽ mời Viện Pasteur Nha Trang ra để mà thẩm định các cái điều kiện để mà có thể tiến hành xét nghiệm nCoV trong thời gian sớm nhất. Dịch bệnh viêm phổi cấp vẫn đang diễn biến phức tạp. Hơn ai hết, những cán bộ nhân viên ngành y tế vẫn đang đối mặt với nhiều nguy cơ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tất cả đều đã và đang đương đầu với khó khăn, thử thách. Tin rằng với sự cố gắng của họ, nhất định dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.